Kính thưa quý vị, chúng tôi Trần Hồng Tiết xin tái ngộ cùng quý vị một lần nữa. Mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện với chúng tôi về đề tài Census 20, tức là thống kê năm 2020. Như chúng ta đã biết, nhiều lần chúng ta đã đưa đề tài này ra và đã bàn luận. Nhưng mà hôm nay chúng tôi đặc biệt mời được một cô Linda Lý. Cô là hiện bây giờ là Case Manager của một tổ chức ở San Diego gọi là Bayside. Cô đang giúp cho những người già và những người Việt Nam chúng ta tìm những cái cơ quan chính phủ để giúp cho họ những sự trợ cấp, chẳng hạn như bảo hiểm sức khỏe, trường học. Thì tầm quan trọng của thống kê 2020 như thế nào qua con mắt của một người gọi là case manager cho những tổ chức thiện nguyện này. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi nói chuyện tôi và cô Linda. Chào Linda. Dạ, xin chào. Em tên là Linda, hiện đang làm việc quản lý ở trung tâm cộng đồng Bayside được một năm, với vai trò là những thông dịch, hỗ trợ các đơn từ bằng tiếng Việt và giải thích các câu hỏi về những vấn đề giống như liên quan về bảo hiểm sức khỏe, y tế, thất nghiệp cho cộng đồng của người Việt Linda Vista, để giúp cho những người Việt có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tốt đẹp hơn. Ok, thì đó, xin Linda đó là cho biết đó là mình mới nói chuyện với nhau đó là có những cái thành phần trong cộng đồng của mình rất là sợ khi mà họ nói về gọi là thống kê 2020, hoặc là rất là ngỡ ngàng khi mà đưa giấy tờ tới gia đình và gọi là phải gọi là kiểm tra dân số đi. Thì theo kinh nghiệm của Linda thì Linda có những khó khăn gì khi tiếp xúc với những vị này, nhất là cộng đồng Việt Nam của chúng ta? Dạ, cái khó khăn nhất là phải giải thích cho từng người, từng hộ, là nhiều người già thì họ phải đang hỗ trợ về bảo hiểm sức khỏe, y tế, nên họ không có sợ về vấn đề mà khai thống kê dân số nhiều, nhưng mà lại khó khăn nhất trên về sự giải thích cho những hộ mà có gia đình, có con nhỏ hay là thất nghiệp, hỗ trợ tiền trợ tiền sức khỏe, bảo hiểm y tế cho những gia đình trẻ, tại vì họ sợ khi mà khai thống kê dân số sẽ bị ảnh hưởng rất lớn và không được quyền trợ cấp. Chính vì vậy em phải mất rất nhiều thời gian để giải thích cho họ rằng là thống kê dân số 2020 này chỉ là thống kê để giúp cho mình, cộng đồng của mình có thêm được quyền lợi để không có bị mất đi sự hỗ trợ trong vòng 10 năm tới. Tức là nó có một cái hiểu ngược theo như tiếng nghe Linda nói đó, là những người không muốn làm cái này hoặc là sợ tham gia đăng ký vào cái chương trình kiểm tra dân số này là họ mất đi cái quyền lợi, phải không? Hay là lý do là họ không muốn làm là lý do như vậy? Tại sao là những cái tư tưởng như vậy, Linda? Dạ, cũng là do giống như là tại vì vùng Linda Vista mình là vùng khó được kiếm được công việc làm là một. Cái thứ hai là tiền nhà là quá là mắc. Thành thử ra là họ sợ khi mà khai ra những cái tiền thu nhập này nọ bị lên cao thì sẽ bị ảnh hưởng đến tất cả các bảo hiểm sức khỏe, tiền trợ của họ, cho nên họ rất là sợ về điều đó. Cho nên cái kiểm tra dân số này có hỏi gì về income của mình không, hay là tiền lương của mình trong gia đình hay là không? Dạ, trong cuộc điều tra dân số này không có ảnh hưởng gì đến về income hay là về thông tin có liên quan đến quyền lợi của mình. Chỉ là thống kê dân số là đếm khoảng bao nhiêu người thành viên trong gia đình, trong hộ của bạn mà thôi. Dạ. Nếu mà như vậy thì cái sự lo ngại của các quý vị mà Linda vừa trình bày ra đó, thì tại sao lại có những cái lối suy nghĩ đó, hay là có những cái động lực nào mà họ sợ là khi mà tham gia vào cái cuộc kiểm tra này sẽ bị mất đi quyền lợi thay vì là phải được quyền lợi? Em nghĩ đó là do tư tưởng suy nghĩ của mỗi người khác nhau, giống như họ lo nhiều về cuộc sống, sự khó khăn nhiều cho nên họ có suy nghĩ như vậy. Ok, có nghĩa là những cái gì mà liên quan tới kiểm tra dân số, những người Việt của mình vẫn còn mơ hồ trong vấn đề này, hay là mình đang nghĩ là mình chưa có đủ tin tức đưa tới những cái người Việt Nam của mình trong cuộc họp, hay là có những cái cách gì mà bên Bayside bây giờ đang làm để mà giúp đỡ cho những người Việt Nam này để mà họ có thể hiểu rõ hơn, hoặc là để tiếp thu những cái tin tức này và tham gia cuộc kiểm tra này được nhiều hơn? Dạ, để là hỗ trợ cho họ được hiểu hơn thì em trung tâm Bayside có thêm các chương trình giống như là trợ cấp tiền thức ăn đi đến cho tận nhà cho những người mà hộ có gia đình khó khăn, với lại những bác mà có trên 65 tuổi
cần sự hỗ trợ về thức ăn đem đến tận nhà để giải thích và nói cho họ hiểu hơn về cái thông tin thống kê dân số này nó quan trọng như thế nào? Tức là Linda nói là Linda có những cái chương trình tại Bayside đang làm những công tác này, và trong lúc đi giao đồ ăn hay là đi la làm khác là mình cũng đưa vào cái chương trình thống kê này cho các quý vị đã hiểu về, về cái này. Thì khi mà làm như vậy đó Linda, các bác hay là các quý vị mà được trình bày từ từ cơ quan của Linda đưa tới đó, họ có thay đổi cái ý kiến không, hay là vẫn bị gọi là khó khăn trong cái vấn đề mà chuyển hóa cái tư tưởng hoặc là khuyến khích họ vào, vẫn còn cái sự khó khăn? Không, em thấy nó có hiệu quả tại vì mọi người hiểu hơn rồi, họ cảm thấy vui hơn vì điều đó, tại vì đó là quan trọng tới 10 năm tiếp theo của mình được sự trợ cấp hỗ trợ của tiền thức ăn. Thì những cái công tác của Bayside làm đó là đa số cũng dựa vào cái thống kê của cuộc kiểm tra dân số, hay là một cái số dân nào đó phải cần giống như low income, hay là cần những cái nhu cầu để mà đem cơm nước tới nhà hay là làm dịch vụ là tại vì cái vùng Linh La Lista mình là một trong những vùng mà gọi là nghèo nhất, khó khăn nhất. Chính vì vậy mà cộng đồng của Linh La Lista cần có những người trung tâm bên Bayside em hỗ trợ và giúp họ có được cuộc sống tốt hơn thôi. Thì vậy thì cái Bayside đó mình gọi là hợp tác với lại County 2020 Coalition như thế nào? Yeah. Linda có hiểu rõ về Bayside làm việc chung với lại cái gọi là cái cơ quan tổ chức mà County 2020 để làm cái chương trình thống kê này như thế nào? Dạ, là chương trình thống kê này giống như giúp cho cộng đồng của không phải là Linda Vista không, mà trên San Diego mình được có thêm được nhiều quyền lợi hơn khi mà tham gia chương trình COMI 2020 này. Tại vì theo mỗi 10 năm một lần thì mình cần phải có sự đếm người thật chính xác. Thì đây là lần năm đầu tiên mà mình có bị gọi là thống kê dân số qua các đường internet, qua phone, qua điện thoại, không có được sự hỗ trợ của trực tiếp của những nơi đến tận nhà, cho nên cần phải đòi hỏi sự chính xác càng tốt. Nếu mà như vậy trong thời gian qua đó, thí dụ tháng vừa rồi hay là trong vòng 2 tháng nay mình không có thể đi tiếp xúc các quý vị trong cộng đồng của mình được, thì khi mà gọi phone tới các quý vị đó có khó khăn thạch hỏi hay là không tin tưởng, hay là có những cái khó khăn gì mà Linda phải cần vượt qua trong cái thời gian mà đại dịch này, phải ngồi ở nhà với quý vị cho những cái kế hoạch như vậy? Dạ, cái đó thì em chưa có gặp trường hợp đó, tại vì những người mà gọi đến đây là những thành viên đã từng làm ở đến cộng đồng Bayside rồi, thử ra là mỗi các bác đó biết và quen hơn, cho nên không có vấn đề gì trở ngại về chuyện đó hết. Nếu mà như vậy Bayside có làm công tác này ngoài những cái vị mà nằm trong cái gọi là cái tổ chức của Bayside rồi, hay là trong cái lĩnh vực mà liên lạc được trong Bayside, hay là mình có làm outreach, hay là mình đi ra ngoài làm công tác gì mà có thể outside của cái người mà đã biết về Bayside? Dạ, thường của em mà tại vì chỉ tập trung vô Linda Vista là nhiều nhất thôi. Còn bên ngoài hơn nữa thì những cái vùng em không có đảm nhiệm nhiều. Chỉ làm giống như tại của bên Bayside, em chỉ là làm theo nhóm, theo từng thành viên, trong quản lý theo cùng một khu vực nhỏ thôi, chứ không có rộng rãi thêm nhiều, tại vì cũng phải cần đến sự hỗ trợ quyên góp được rất nhiều người có lòng hảo tâm để donate thêm thức ăn. Như vậy á, thì bây giờ này mình trở lại, nãy giờ mình nói về cái thống kê dân số và cái Bayside và những người cộng đồng của Việt Nam của mình là chính. Thì nếu mà như vậy đó thì Linda nghĩ là cái cộng đồng Việt Nam của mình có đầy đủ những dữ kiện, đầy đủ những tài liệu, hoặc là những cái tổ chức cộng đồng Việt Nam của mình có đầy đủ những cái mà gọi là nhân lực để đi ra tiếp xúc với các quý vị trong cộng đồng chưa, hay là vẫn còn thiếu rất nhiều? Em nghĩ là cần phải thêm nữa, phải thêm sự giúp đỡ nhiều hơn của tất cả mọi người, đều giống như phải cần có sự hỗ trợ giúp đỡ nhiều hơn nữa, tại vì đó là vùng khó khăn nhất. Linda Vista mình là vùng khó khăn nhất về tất cả các thu nhập, income, hay là tất cả những tiền trợ cấp
Thì như Linda trình bày đó, nếu mà tại vì cái lĩnh vực của Linda là nằm trong Linda Vista, Linda và Linda Vista, nếu mà mình nói theo như cái chu kỳ mà 10 năm một lần, mà nếu mà người Việt Nam của mình mà giống như Linda thấy được trong cái quá trình làm việc đó, thì không những là khu Linda Vista của mình bị ảnh hưởng, mà những cái người Việt chung quanh, không phải là chung quanh vùng thì không nói rồi, nhưng mà cả cái toàn nước Mỹ mà nếu mà cũng là nằm trong cái gọi dạng là low income mà cần sự giúp đỡ thì phải nên tham gia vào những cái chương trình kiểm tra dân số này, phải không Linda, theo cái kinh nghiệm của Linda? Dạ, thật sự là đúng là như vậy. Tại vì đó là có mỗi mỗi một người mà tự đếm dân số thì họ sẽ có được con số chính xác hơn để hỗ trợ đầy đủ cho từng thành viên, từ nhỏ cho tới lớn, để có được sự hỗ trợ quyền lợi đầy đủ hơn cho những hộ cần sự giúp đỡ về tất cả các lĩnh vực, giống như bảo hiểm sức khỏe, dịch vụ y tế, trường học và nhiều thứ khác. Thưa quý vị, và đó là chia sẻ của cô Linda và chúng tôi qua mùa thống kê năm 2020 năm nay. Trước khi rời máy và chấm dứt chương trình, cô Linda có một vài câu rất là thú vị cùng chia sẻ với quý vị. Mời quý vị theo dõi cô Linda. Mời Linda. Còn chờ gì nữa, cùng nhau thống kê dân số 2020. Tôi đến, bạn đến, tất cả mọi người đều đến. ai chỉ cho Linda làm cái đó đây? Em thấy mấy chị đó, chị làm, chị còn để lên vậy đó. Chị trong nhóm đó, tại vì ở trong cái nhóm của em nó có nhiều nhiều tiếng khác nhau á. Thành thử ra mọi người phải có cái ID mới. Dạ, ok. Đó là một cái thú vị, thưa quý vị. Một lần nữa, theo lời của Linda, mời quý vị tham gia cuộc kiểm tra dân số năm nay. Cảm ơn quý vị.